Chào mừng quý vị đã trở lại với chương trình của Vogue TV. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi một bài viết của tác giả Hoàng Huy, một người còn trẻ có những suy nghĩ về tương lai và nền giáo dục Việt Nam. Mà tôi nghĩ những lý do mà bạn trẻ này đưa ra sẽ khiến rất nhiều người phản đối. Một bài viết gây bão cộng đồng mạng. Trong đó bạn trẻ này nói, ở Việt Nam thường thì có quan điểm ăn thì phải no, học thì phải giỏi, yêu là phải cưới, cưới là phải sinh con thì con cũng phải học giỏi là phải trường chuyên nhưng còn phải lớp diện là phải đỗ đại học là phải top đầu là phải không thất nghiệp, và không thất nghiệp rất có thể phải chạy. Điều mà những người giỏi thực sự không bao giờ làm. Bạn thấy đấy, rất nhiều nghịch lý luẩn quẩn hiện có trong xã hội của chúng ta đều ít nhiều liên quan đến một từ giỏi. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn nghĩ chúng ta chẳng nên cố bằng mọi giá để học quá giỏi? Dưới đây là 5 lý do mà bạn có thể sẽ cực kỳ phản đối. Thứ nhất, để học giỏi ở Việt Nam cần phải tốn quá nhiều thời gian cho việc học. Học trên lớp, học ở nhà, học thêm, học phụ đạo, vân vân. Trong khi một ngày mãi mãi cũng chỉ có 24 giờ. Do đó, thời gian dành cho những thói quen lành mạnh như chơi thể thao, thư giãn rèn luyện thân thể không có nhiều. Và càng học lên cao, càng bị cắt ngắn, dẫn đến nguy cơ lâu dài về sức khỏe yếu, học giỏi vô nghĩa. Thứ hai, để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải học đều. Một khái niệm đặc sản nhưng không hề thơm ngon của nền giáo dục Việt Nam. Tức là phải học giỏi tất cả các môn, đầu tư thời gian dàn trải để giỏi tất cả các môn. Đồng nghĩa là rất khó cho bạn có được chặng nghỉ để nghĩ về những gì mình yêu thích nhất và có tiềm năng phát triển nhất. Rất nhiều học sinh giỏi, cái gì cũng giỏi, nhưng chẳng thật sự giỏi cái gì. Rất nhiều học sinh khi được hỏi, em thích làm gì nhất? Trả lời, em không biết. Một hành trang quá cồng kềnh và bị nhồi nhét, chỉ làm cho cuộc hành trình của bạn thêm mệt mỏi. Hãy biết chọn lọc. Thứ ba, để học giỏi ở Việt Nam, bạn cần phải hấp thụ rất nhiều kiến thức. Bạn học xong không biết để làm gì, không là kỹ sư, không theo nghiệp kỹ thuật. Bạn sử dụng đạo hàm, sử dụng hàm số, sử dụng tích phân để làm gì? Mà muốn sử dụng, bây giờ có vô số phần mềm và ứng dụng làm thay con người những tính toán đó. Bạn có định từ kéo cày trong khi nhà có trâu và có máy. Người ta hay nhắc bạn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, nhưng không ai nhắc bạn tiết nghiệm tài nguyên não của chính bạn. Thứ tư, để học giỏi ở Việt Nam, ít nhiều bạn bị mất một chút tự do và buộc phải là bản sao tư duy của ai đó. Nói đến tấm là phải ngoan hiền, nói đến cám là phải gian ác. Trong khi bạn đang nghĩ đến điều ngược lại, nhưng không được đâu, cô không thích điều này. Bạn chưa hiểu, bạn cần học lại, học kỹ hơn và không được. Lớp cần 90% học sinh giỏi, chỉ tiêu chỉ được 10% học sinh khá và tuyệt nhiên không được ai ở lại. Bạn cần phải là một bông hoa đẹp trong vườn hoa, toàn là những học sinh giỏi của cả lớp, của trường, trong cánh rừng học sinh giỏi của thành phố. Việc chấp nhận mất tự do tư duy từ nhỏ trong học đường làm cho bạn dễ chấp nhận hơn với việc mất tự do trong cuộc sống sau này. Thứ năm, để học giỏi ở Việt Nam, cuộc sống của bạn rất dễ bị mẻ, bị nứt, bị lệch và rất có thể bị vơ đũa. Bạn còn quá trẻ và non nớt, vì thế nên bạn cần đi học để trưởng thành, lên theo năm tháng. Nhưng bố mẹ và thầy cô luôn cần bạn phải là số 1, không được là số 2, nhất định phải là số 1. Và họ thi nhau, chất lên lưng bạn những áp lực nặng nề, mà chính bạn cũng không thể biết được đâu là tới hạn.
đến khi bạn kém giao tiếp, ứng xử lúng túng, không biểu đạt ngay cả những gì mình muốn nói, không tự tin giữa đám đông. Chỉ vì ngoài giờ học, bạn không có người bạn thân nào hơn Facebook, Zalo và máy tính, điện thoại. Không có thời gian để quan sát cuộc sống tươi đẹp xung quanh. Coi chừng, rất có thể đấy là những tờ giấy khiến học sinh giỏi âm thầm đánh cắp tuổi thơ của bạn. Bố mẹ Việt Nam đang nhầm lẫn tai hại giữa học tốt và học giỏi. Nhiều phụ huynh cứ có niềm tin mù quáng là con cứ học giỏi là chắc chắn có vé đi ra tương lai hạnh phúc. Thế là cứ cố nhồi con học cho đến khi họ nhận ra sự thật bẽ bàng. Học giỏi mà không hạnh phúc thì còn bất hạnh hơn học dốt mà biết cái gì là tốt. Vấn đề không còn nằm ở bộ giáo dục mà nằm ngay trong chính tâm thức mỗi ông bố bà mẹ. Có dám để con mình học dốt, học theo đúng năng lực của mình hay không? Hay sợ dư luận chê cười, sợ đến chết? Bên cạnh quyền được khổ, quyền được dốt cũng là một trong những quyền của học sinh đang bị phụ huynh Việt Nam xâm phạm thô bạo. Nếu con bạn là cây tùng, xin đừng trồng rau trong chậu, chăng đủ thứ đồ trang trí lên và gọi nó là cây thông Noel. Đó là bài viết của bạn trẻ Hoàng Huy. Nó gợi ý cho chúng ta rằng điều mà chính các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo cũng như toàn hệ thống giáo dục đang áp đặt lên học sinh là một cách để hủy diệt tương lai của các em. Nơi đó các em chỉ trở thành một cỗ máy, là những bản sao copy, là những người không có tư duy phản biệt, không có một sự suy nghĩ khác biệt, tìm ra và phản đối những ý kiến trái chiều. Tự mình tìm kiếm cho mình một con đường riêng mà chỉ là những người đi theo lối mòn đã vạch sẵn. Trong giáo dục Việt Nam, tương quan giữa giáo dục nhân cách, cung cấp kiến thức, giáo dục kỹ năng thực sự đang có một sự chênh lệch và nhất thiết cần có sự thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào, tỷ lệ và tương quan ba mặt giáo dục ở các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có cần thay đổi không? Thay đổi như thế nào, mục tiêu, nội dung và khối lượng của mỗi môn học trong tổng thể mục tiêu chung của giáo dục phổ thông và trong mỗi cấp học đó như thế nào? Vấn đề là chúng ta sẽ làm gì với những khối kiến thức mà các em chất vào đầu, mà ai cũng biết nó chỉ đơn thuần là một mớ tạp nham, để sau khi thi xong chỉ một ngày là tất cả những kiến thức đó bị quên vào dĩ vãng. Đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam vẫn đang là chủ đề có tính thời sự, được đông đảo độc giả cả nước quan tâm và được báo chí trong nước thường xuyên bàn luận, cũng như là vấn đề mà Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng Việt Nam thường xuyên nói tới. Nhưng hàng trăm ý kiến đóng góp sâu sắc mong muốn nền giáo dục nước nhà nhanh chóng tìm được điểm đột phá để sẵn ngang cùng các cường quốc trên thế giới lại bị phớt lờ. Giáo dục Việt Nam đang bế tắc trong những vũng lầy từ triết lý giáo dục cho đến phương cách thực hành. Làm sao để có thể phù hợp và cân bằng giữa vấn đề chất và lượng? Có hai quan điểm sai lầm phổ biến đang xảy ra kể cả trong những người làm công tác giáo dục. Đó là thứ nhất là cho nền giáo dục Việt Nam đã quá hỏng nát, lạc hậu, đầy tiêu cực và cần phải xóa ngay, xóa đi, xây dựng lại căn bản ngay lập tức. Thứ hai, cho là nền giáo dục Việt Nam dẫu sao thành tựu lớn hơn bất cập, ưu nhiều hơn khuyết điểm. Do đó chỉ cần sửa đổi, điều chỉnh cục bộ thôi, không phải đổi mới căn bản toàn diện. Nhưng khi đánh giá lại một cách khách quan thực trạng nền giáo dục, đặt nền giáo dục trước đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới, đặt nền giáo dục trước hay trong quá trình hoàn toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng lên, cũng như trong cung cách làm sao để học sinh có thể tìm ra được cho mình một lối đi riêng, tìm ra cho mình ý nghĩa cuộc đời thì lại không được giáo dục tập trung, chú ý, phân tích, mổ xẻ. Nhiều thực trạng trong nền giáo dục đã bị phớt lờ như nội dung chương trình, phương pháp giáo dục còn lạc hậu, chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa.
chưa gắn chặt với đời sống xã hội vào lao động nghề nghiệp, chưa phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên. Chất lượng giáo dục có mặt bị buông lỏng, giảm sút, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục mối quan tâm nhiều đến dạy chữ, dạy người và dạy nghề vẫn yếu, yếu kém về giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử dân tộc, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và các kỹ năng sống. Hệ thống giáo dục quốc dân không hợp lý, thiếu đồng bộ, chưa liên thông, mất cân đối. Quản lý nhà nước trong giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, không chịu đổi mới là nguyên nhân chủ yếu của nhiều nguyên nhân khác. Cơ chế quản lý giáo dục còn nhiều công kênh, lúng túng, nhận thức khác nhau và rất tệ, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế chưa theo kịp sự đổi mới trên các lĩnh vực khác của đất nước. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên còn nhiều điều đáng bàn, đạo đức và năng lực của một bộ phận rất lớn đang còn ở mức dưới trung bình. Chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác xã hội hóa giáo dục, định hướng liên kết với nước ngoài trong phát triển giáo dục còn nhiều lúng túng, chưa xác định rõ phương châm. Tư duy giáo dục chậm đổi mới, chưa theo kịp đổi mới và phát triển đất nước trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, khoa học giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục còn nhiều bất cập. Nhà trường dường như trở thành một lò đào tạo, nơi đó học sinh phải liên tục nhồi nhét những tư tưởng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà những tư tưởng này thì đã có từ thời tiền kỷ, không phù hợp, không đồng bộ và hợp lý ở tầm vĩ mô cũng như vi mô, đặc biệt không phù hợp trong cơ cấu, cơ quan, cũng như tương quan cấu tạo nên một cuộc sống lành mạnh, vì có những quan điểm sai lầm. Các lãnh đạo giáo dục Việt Nam không nhận ra rằng những vấn đề, những yếu kém và không phù hợp nêu trên của giáo dục Việt Nam không thể giải quyết khắc phục được căn bản chỉ bằng các giải pháp cục bộ, đơn lẻ, bề mặt nhất thời, thiếu chiến lược và tầm nhìn dài hạn, thiếu tính đồng bộ và hệ thống, chưa đạt tới chiều sâu bản chất của vấn đề. Để giải quyết được căn bản những vấn đề đặt ra, những người lãnh đạo, quản lý, những nhà khoa học, những người làm giáo dục phải có cách nhìn toàn diện, đầy đủ, khách quan, nhìn sâu, nêu sâu, thấu rõ bản chất hơn những gì được nêu trên báo chí và những báo cáo tổng kết rườm rà, để đi vào thực chất tìm hiểu những mong ước của các phụ huynh, học sinh và tìm lại triết lý giáo dục phù hợp với đất nước, con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Nếu cảm thấy hay, xin hãy like, share, chia sẻ ra cho mọi người được biết, để từ đó chúng ta cùng nhau xây dựng một đất nước tiến bộ và phát triển hơn.